Cảm ơn sự trở lại của quý thính giả. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới. Linh cữu của nữ hoàng Anh đến điện Westminster. 500 người di tản vì cháy rừng tại vùng Tây Nam của nước Pháp. Kết quả cuộc bầu cử quốc hội Thụy Điển sẽ được công bố vào giữa tuần. Ông Zelensky đột ngột thăm Wallachia vừa tái chiếm và tặng thưởng cho những quân nhân lập chiến công. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Linh cữu của nữ hoàng Anh quốc đến Westminster. Linh cữu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã được đưa đến cung điện Buckingham vào đêm thứ ba, trước khi tiếp tục cuộc hành trình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vua Charles đệ tam và bà Camilla, nữ hoàng consort, có mặt trong buổi đón tiếp linh cữu của nữ hoàng cùng với hoàng tử và công nương xứ Wales, Kate Middleton và William, người thừa kế ngai vàng. Meghan Markle, hoàng tử Harry, hoàng tử Andrew, công chúa Annie, hoàng tử Edward và Sophie, nữ bá tước xứ Wessex cũng có mặt. Bắt đầu vòng từ thứ tư thì linh cữu của nữ hoàng được quàng tại Westminster Hall trong 4 ngày và quốc tang sẽ diễn ra tại tu viện Westminster vào ngày thứ hai, ngày 19 tháng 9. Đám đông công chúng đã xếp hàng dài trên đường phố để chiêm ngưỡng linh cữu của nữ hoàng, đặt phía trên là chiếc vương miện. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ được chôn cất tại nhà nguyện Thánh đường George ở lâu đài Windsor cạnh người chồng 73 tuổi là hoàng thân Philip. Đây cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cha mẹ của nữ hoàng là vua George đệ lục, Thái hậu và người em gái của bà là công chúa Margaret. 500 người dân đã phải di tản vì cháy rừng tại vùng Tây Nam của nước Pháp. Các đám cháy bùng phát và lan rộng ở vùng Tây Nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 1.000 mẫu rừng, buộc người dân phải di tản giữa thời tiết nóng nức trong tháng 9. Trận hỏa hoạn bắt đầu bùng phát hôm thứ Hai đã buộc hơn 500 cư dân vùng Giro phải di tản, trong khi ngọn lửa bốc cháy cũng đã thiêu rụi khu rừng cây ở phía nam Bordeaux với nhiệt độ lên tới 39 độ. Gió mạnh đã cản trở nỗ lực của hàng trăm nhân viên cứu hỏa. Những người đã vất vả chế ngự ngọn lửa suốt đêm nhưng không thành công. Các đám cháy vẫn chưa bị chặn đứng. Hai phi cơ cứu hỏa Canada Air đã được điều động đến để trợ giúp việc chữa cháy cùng với phi cơ trực thăng của nước Pháp. Kết quả cuộc bầu cử quốc hội của Thụy Điển sẽ được công bố vào giữa tuần. Thưa quý vị, giới chức thẩm quyền của Thụy Điển vào hôm thứ Hai cho biết là cuộc bỏ phiếu bầu các nhà lập pháp của quốc hội sẽ diễn ra vào hôm Chủ nhật, đã kết thúc nhưng danh sách người chiến thắng sẽ không được công bố cho đến khi giữa tuần. Tuy nhiên thì có vẻ như là khối các đảng bảo thủ của Thụy Điển có hy vọng giành được chiến thắng vang dội. Cuối ngày Chủ nhật, cơ quan bầu cử của Thụy Điển cho biết họ đã kiểm phiếu xong tại khoảng 6.300 trong số 6.600 khu vực bầu cử và cuộc kiểm phiếu sơ bộ sẽ tiếp tục cho đến hết ngày thứ Tư. Kết quả ban đầu cho thấy đảng Dân Chủ của Thụy Điển thuộc cánh hữu đã giành được khoảng 21% số phiếu bầu và 73 ghế tại quốc hội. Đảng Dân Chủ Xã hội của đảng Lao động cầm quyền đã giành được khoảng 30% với 108 ghế. Và cũng theo kết quả này thì khối cánh hữu bao gồm các đảng Dân Chủ và Tự do Ôn Hòa, Cơ Đốc giáo đã thu được 50% số phiếu bầu, chiếm đa số. Sau khi danh sách các ứng cử viên thắng cử được công bố thì việc thành lập chính phủ liên minh theo dự đoán sẽ mất nhiều thời gian. Cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm quan trọng ở Thụy Điển khi mà nước này tìm cách gia nhập vào khối NATO cùng với Phần Lan. Đảng Dân Chủ của Thụy Điển nổi bật từ phong trào Tân Quốc xã của đất nước vào thập niên năm 1990. Tuy nhiên thì một số đảng cánh hữu đã từ chối hợp tác với Đảng Dân Chủ Thụy Điển, có thể gây cản ngại trong việc thành lập một chính phủ liên minh. Ông Zelensky đột ngột thăm Wallachia vừa tái chiếm và tặng thưởng quân nhân lập chiến công. Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky hôm thứ Tư vừa qua đã đột ngột đến thăm thành phố Izium ở Kharkiv, miền đông Ukraine vừa tái chiếm, giành lại quyền kiểm soát từ tay quân đội Nga. Ông đã tham dự buổi lễ thượng cờ để đánh dấu chiến thắng quân sự quan trọng nhất của đất nước kể từ khi quân xâm lược Nga bị đẩy lùi khỏi vùng ngoại ô thành phố Kiev ở vào cuối tháng 3. Cuộc phản công nhanh chóng và thành công đáng kể qua việc tái chiếm lại Izium cũng như các thị trấn và làng mạc khắp
khu vực Kharkiv đã được chứng minh là chiến thắng quân sự quan trọng cũng như chiến thắng về mặt tâm lý, nâng cao tinh thần dân tộc, giành được sự ủng hộ quốc tế và châm ngòi cho lời kêu gọi cung cấp thêm vũ khí trong cuộc chiến kéo dài đã 7 tháng. Theo các nhà phân tích quân sự và tình báo Tây Phương, thì lực lượng Nga đang bị suy sụp trầm trọng, hầu như không còn năng lực mở các cuộc tấn công để chiếm lại vùng đất đã bỏ chạy và nguy cơ bị tấn công thêm. Ngược lại thì quân đội của Ukraine dường như có ý định thúc đẩy cuộc phản công ở phía đông và phía nam. Chuyến thăm của Tổng thống Zelensky trong trang phục quân đội đứng trước cơ quan công quyền thành phố bị ném bom đã tạo ra sự tương phản giữa nhà lãnh đạo trẻ tuổi Ukraine và Tổng thống Nga già nua là ông Putin, người gọi cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine là hoạt động quân sự đặc biệt và không đến thăm những người lính của mình tại những vùng chiến tuyến. Tổng thống Zelensky của Ukraine hôm thứ Ba tuyên bố rằng Ukraine đã chiếm lại hơn 3.000 dặm vuông ở khu vực Kharkiv và Kherson. Không thể được xác minh, nhưng Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận cuộc rút lui mà họ gọi là quyết định tập hợp lại. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng về thế giới. Một lần nữa mời quý vị trở lại với chúng tôi để nghe thêm những tin về Á Châu.